thì nó ức chế sự hình thành prostaglandin. Đây nha, cốc 1 và cốc 2. Cốc 1 là nó hình thành thrombosis. Đây là prostaglandin. 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 Chất này là chống cái tập tiểu cầu. Cái này là gây cái tập tiểu cầu, em nhớ kỹ cái này, gây. Đây là chống nha. Gây cái tập tiểu cầu, nhưng mà nếu mình dùng thuốc chọn lọc cốc 2 thì có vấn đề đó. Chọn lọc cốc 2 tức là chúng ta đã loại cái chất này chống cái tập tiểu cầu, cho nên đưa đến là nguy cơ tim mạch, hiểu không ạ? Còn cái thuốc mà cổ điển đó là chúng ta quét luôn cả hai, hiểu không ạ? Quét cái này và quét này luôn thì nó ít nguy cơ hơn, hiểu không? Rồi, như vậy thì ảnh hưởng đến tim mạch vì nó ức chế sản xuất ra, ức chế sản sinh ra prostaglandin. Mẫu hoạt đơn prostaglandin là chất chống cái tập tiểu cầu, đối kháng lại với thrombosis, nó là chất chống cái tập tiểu cầu, đối kháng với lại thrombosis. Còn trên thận thì sao? Trên thận thì sao em? Có được không? Đây là cầu thận, cầu thận, cầu thận. Đây là máu tới, máu tới, cái động mạch tới, động mạch đi ra khỏi cầu thận, tới mà đi. Còn đây là nước tiểu, đường tiểu thải ra ngoài đường nước tiểu. Như vậy mỗi ngày thận sẽ đọc ra hàng trăm lít máu, rồi cứ tới đây và đi tiếp thành một cái vòng tuần hoàn. Mỗi lần đi qua như vậy thì nó sẽ bỏ bớt những cái chất cặn bã mà chúng ta đi tiểu ra, những chất cặn bã đó, phải không ạ? Thì với NSAID và cái động mạch tới này nó được quyết định bởi prostaglandin. Động mạch tới cầu thận là nó giãn ra do prostaglandin. Mình ức chế cái tổng hợp nó thì sẽ làm co mạch lại và giảm lượng máu tới thận và đưa đến là suy thận. Các thực hiện không? Rồi. Bây giờ mỗi tác dụng phụ vậy thì sẽ cho cái con cái nào đúng nào sai. Ví dụ thầy nói là phát biểu nào sai là không đúng. Cái thứ nhất, rét dạ dày do cơ chế là trực tiếp 7 dây ông. Cái thứ hai là do ức chế thành lập prostaglandin bảo vệ dạ dày. Cái thứ ba là trên tim mạch là ức chế việc tổng hợp prostaglandin. Đây là chất chống cái tập tiểu cầu. Đúng không? Cái cuối cùng là prostaglandin nó làm giãn động mạch tới cầu thận. Và bây giờ chúng ta lại ức chế việc thành lập nữa, cho nên nó làm giảm lượng máu tới cầu thận và đưa đến là suy thận. Nghe kỹ nha. Prostaglandin viết tắt là PG là prostaglandin. Chất này bình thường nó làm giãn động mạch tới cầu thận. Bây giờ khi mà chúng ta ức chế dùng cái NSAID, chúng ta khóa nó lại là chúng ta thiếu cái prostaglandin, cho nên động mạch tới cầu thận bị thu hẹp lại và nó có nguy cơ trong tinh thần. Nào, mình nói nha. Như vậy bài toán chúng ta sẽ kết thúc. Và hồi nãy đó thì thầy nói là biện pháp không dùng thuốc, và trong số biện pháp dùng thuốc thì NSAID là một cái thuốc chủ lực để điều trị bệnh gút và bệnh thoái hóa. Chúng ta qua bệnh khác là bệnh gút. Bệnh gút thì ở đây chúng ta có những thực phẩm mà giàu purin. Chúng ta có hai nguồn base, một cái base pyrimidine và base purin. Trong khi base purin thì nó có pyrimidine thì nó có một cái dị vọt, còn purin thì nó có hai cái dị vọt. Và base purin này nó sẽ là gì? Lượng có guanin và adenin.
Sau đó những thực phẩm này nó sẽ chuyển thành axit uric và nó lắng đọng lại trong các cái cốt trên thành quân. Các em có thể nhắc lại được không? Nhắc lại ha. Như vậy ở một cái người mà ăn uống khi tham ăn uống mà người nghèo không có thể bị bệnh gút. Bệnh gút là bệnh của nhà già. Bệnh thoái hóa khớp này, thoái hóa khớp này là bệnh của người già. Thoái hóa khớp là bệnh của người già. Chúng ta sẽ cũng cảm thấy hơi chưa có hài lòng. Bệnh gút của người già gì? Nhưng bệnh gút của người già mà do mình tự chủ lấy, mình ăn uống không có đúng thì nó sẽ bị. Chứ nếu mà người già mà ăn uống mà tiết chế không có bị, nhưng với thói tốt thì là một quy luật sinh lão bệnh tử. Với thói tốt người cao tuổi là bị chỉ có ít hay nhiều thôi. Các em không thấy, nhưng mà cỡ tuổi như cỡ thầy thì thấy. Trong lúc mà họp lớp gọi là hội trường bắt đầu cái chụp hình đông quá chụp cũng hết, cái phải nói thôi bây giờ cái bạn trai ngồi xuống, bạn nữ đứng. Thì nói sao nữ đứng trước, canh nét sẵn sàng hết, rồi nam vô ngồi cái chụp xong lên. Hỏi sao vậy, đứng ngồi lâu chụp rất là đối được. Hiểu không? Tức là mượn mấy bạn nữ làm để canh nét. Canh xong vui gắn cái chân máy xong. Xong hết chưa, rồi mấy bạn nam vô ngồi chụp xong đứng lên. Chứ ngồi lâu đứng lên đâu có được. Thấy không? Là đó là quy luật sinh lão bệnh tử. Người ta gọi thoát tốt là bệnh của tuổi già. Nhưng gút cũng là của tuổi già. Nhưng mà tuổi già đó là do mình tự chuốc lấy. Nếu chúng ta uống không có tiết chế, chúng ta đã đưa thực phẩm vào basicurin. Basicurin này sẽ là tiền chất của acicurin và nó động lại trong khớp. Và khi động lại trong khớp rồi đó thì nó sẽ lôi kéo bạch cầu tới và đưa đến phản viên. Và như vậy thì chúng ta muốn trị cái bệnh gút là chúng ta dùng cái colchicine để ngăn không cho bạch cầu tới. Thành ra các em thấy là colchicine đâu có nằm trong danh sách và sẽ uống kháng viêm đâu. Các em sẽ nghe kháng viêm loại enzyme, kháng viêm phòng thiên quyết và kháng viêm NSAID chứ không nghe nó kháng viêm colchicine. Tuy nhiên colchicine là đặc trị cho bệnh gút, là nó ngăn sự huy động của bệnh cầu. Như vậy thì khi xảy ra, khi mà chúng ta ăn uống một cách dư thừa basicurin, nhớ là dư thừa nhé, thì basicurin này nó mới vượt nồng độ bão hòa mà nó kết tinh trong sụn khớp và đưa đến là bệnh gút. Rồi bây giờ một số cách chúng ta có cách để chúng ta khắc phục. Đây là cơ chế các bạn thấy ha. Thì đây là cũng có những số nguy cơ này đó, cái số nguy cơ. Lúc đầu là không có biểu hiện, gọi là chỉ có phát hiện là nồng độ axit uric trong máu tăng cao đơn thuần, không có biểu hiện lâm sàng. Sau đó thì bắt đầu xuất hiện các cái triệu chứng. Khi mà nó kết tinh trong các cái khớp thì nó rồi đau và đưa đến là những biến chứng trên gan, trên tim, trên não, trên thận. Còn đây là những yếu tố nguy cơ. Chúng ta chú ý điều này nè. Có hai cái nguồn, một là sản xuất dư thừa, hai là đào thải kém. Sản xuất dư thừa là do có hai nguồn nội sinh, là do tế bào nó tự nó tiêu vi tì. Các em biết là khi chúng ta muốn tổng hợp ra một tế bào mới, chúng ta lấy nguyên liệu là basicurin. Và khi tế bào chết đi thì nó cũng trả về chất ban đầu là basicurin. Trước khi đào thải thì nó kết tinh ở trong thận, trong khớp. Hiểu không? Như vậy cái nguồn đó là nguồn nội sinh. Và thứ hai là nguồn ngoại sinh là chúng ta không kiểm soát được. Bởi vì do ăn uống. Còn nội sinh là ổn định trừ trường hợp nào? Trừ trường hợp người đó bị ung thư. Trường hợp người đó đang dùng hóa trị, đang dùng xạ trị. Bởi vì tế bào ung thư nó cũng được cấu tạo bởi basicurin. Rồi. Như vậy thì cái nguồn sản xuất này có hai nguồn. Nguồn nội sinh là sự thoái hóa của một của tế bào, sự chết đi của tế bào, apoptosis. Còn ngoại sinh là từ thực phẩm mà chúng ta đưa vô. Trong đó chúng ta đưa vô không có cân đối.
không cần nói là sao em, thầy cho ví dụ này, nếu mà mình ăn một ngày là 3 lạng thịt, mình chia buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì khó mà có thể bị bệnh phổi. Thì vì mỗi lượng acid uric nó thải ra thì thận nó sẽ bỏ ra ngoài. Còn nếu mình ép nó vô ăn một lúc, ví dụ như trời mưa tầm tã thì sẽ bị triều cường. Còn mưa cứ lất phất vậy đâu có bị. Như vậy là do mình ăn uống, chẳng hạn như là trong dịp Tết. À, cái đó là những cái gì? Trong dịp Tết là vài bữa là thấy có người đi chợ đi cắm thú với chợ này á, là vì mình bụng. Là vì chúng ta ép nó quá. Ép lên nhiều quá và thận không đồng ý kịp. Cho nên thứ nhất là chúng ta chia bữa ăn ra. Thứ hai là khi mà ăn có chất thịt, đó là có tính axit, thì phải ăn kèm với rau có tính kịp. Tại vì của đó là mỗi khi ăn thịt có tính axit thì phải ăn kèm với rau có tính kiềm để nó không có kết tinh cái tinh thể acid. Có nhiều người thắc mắc sao mà kỳ vậy, hai anh em đi học ở nước ngoài học chung, nấu ăn chung, tất cả ăn chung hết, mà cái người này bị hút, người khác không bị hút. Câu chuyện hết sức đơn giản. Trong lúc người này đang vui vẻ nói chuyện người khác là gấp thịt ăn. Bây giờ thầy chỉ cho em là em uống, em ghét người nào á, em cứ mời tới nhà ăn cho ăn thịt, cái nhà mới đến với mình hút. Trả thù một cách là yêu dịu. Nếu em kiên nhẫn, ông thầy nói gì thôi chứ. Nó ăn, nó tới ở nhà nó ăn rau, tới nhà mình nó ăn thịt, sao nó bị hút được không? Rồi, nói lại nha. Còn bên tay phải là do quá trình đào thải kém, là do thận. Bởi vì acid uric nó đào thải bằng con đường qua phân và qua nước tiểu, chủ yếu là qua nước tiểu. Cho nên nếu mà thận có vấn đề là thì mình hút. Như vậy là hai nguồn nha, input và output. Và nhớ rằng là cái nguồn bên tay trái này có hai nguồn nội sinh và ngoại sinh. Nhớ được chưa? Nội sinh là do tế bào trong cơ thể mình, khi nó được tạo ra, nó sử dụng acetylcholine. Khi nó chết đi, nó trả về chất ban đầu là acetylcholine. Và chính chất này sẽ chuyển thành acetylcholine. Còn bên tay phải là sự đào thải có liên quan đến thận. Nếu hai cái nguồn này có vấn đề là sẽ đưa đến bệnh phổi. Cho nên bên tay phải là chúng ta khắc phục như thế nào? Chúng ta dùng những thuốc để ngăn không cho nó chuyển thành acetylcholine, là xanthin oxidase inhibitor, hoặc là chúng ta dùng những thuốc để làm tăng đào thải, là cái cách mà chúng ta xử trí. Ông bà mình có nói câu là đối ăn rau đau uống thuốc là gì? Bởi vì lúc đó là nếu mà em có nhớ lúc nào mà ăn thịt thì có chết ra, lúc nào cũng được. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta ghi tiếp này. Thứ nhất là trong các cái tế bào, nãy thầy nói đó, mình trong tế bào, trên da, trên cơ, trên xương mình, tất cả tế bào đó đều được khởi nguồn là cái acetylcholine. Nó tổng hợp ra cho mình xây dựng lên một cái cơ thể của mình. Thì mỗi tế bào chết đi nó trả về chất ban đầu là acetylcholine. Và acetylcholine này nó mới chuyển thành acetylcholine. Nếu nó đào thải được thì không nói, mà nếu nó dư một cái nó chuyển thành acetylcholine là bắt đầu bị bệnh phổi. Cho nên một cái đó là sự thoái hóa từ tế bào. Cái thứ hai là từ thực phẩm giàu purin. Thực phẩm giàu purin này các em phải chú ý cái này nè. Một, nhiều nhất là trong động vật, thịt đỏ, hải sản, đồ lòng. Biết đồ lòng không? Nội tạng ha. Rồi thực vật cũng có luôn, thực vật có trong nấm ăn, nấm, đậu, rồi măng tây, đó là những thứ mà nó có acetylcholine. Bây giờ chúng ta tạm thời đừng có quy kết những chất này là chất có hại. Em biết nấm nè, măng tây nè,
rồi hải sản là những thứ mà rất giàu dinh dưỡng. Nếu không có đó thì mình không thể nào phát triển được. Cái aspirin này nó kiến tạo nên tất cả cơ thể của mình rồi. Nhưng mà ta đang lố thôi chứ không phải là nó chắc là chất có hại. Thế mà ở Việt Nam thì chúng ta ăn nấm rất là ít, khi nào mọi người nào ăn nấm mà bị hút lắm. Tại vì cái một cái lẩu nấm Hashima thì một phần ăn 400.000 vô ăn một lần bỏ chạy lần sau bị mình hút. Hiểu không? Có. Không lo chuyện đó. À, đi là mình xem. Nhớ là trong thực phẩm có nha. Ở trong đề thi cũng gian bày thế thôi. Đề thi có gian bày. Đề thi sau khi soạn coi các kiểm thì cái gọi này sẽ được đưa lên máy computer để khảo sát. Những câu nào gian bày kém, câu đó là sai, là yếu, kém tay nghề, bỏ qua đó. Nhưng câu hỏi không, cái đó là cái cách ra đề thi mà. Trong đề thi trắc nghiệm bao giờ cũng phải gian bày, bởi vì trong đó lúc nào cũng có đáp án. Nếu mình gian bày không khéo chẳng khác nào mà mình làm mất sự công bằng. Người không học thì điểm cao hơn người không học. Cái người không học mà ta gọi là sự được điểm cao hơn người không học. Nên không công bằng. Đó lại không ha. Là những thứ thức ăn giàu. Các em biết là các cái đồ lòng mà nó cũng giàu, nó cũng giàu aspirin lắm. Nhưng mà đâu phải đồ lòng là nó có tội đâu. Tại mình ăn lốt. Tức là nó là tốt nhưng mà mình lợi làm dụng đồng tốt của nó mình chịu thua. Thì kể em nghe cái vụ mà đồ lòng. Anh lại đi nước ngoài mấy chục năm. Anh về Việt Nam có mơ, anh có nghĩ đến chuyện là sau khi giãn cách ly rồi đó, anh về anh ăn cho được cái món cháo lòng. Tại vì bên Mỹ có nhiều thứ mà cháo lòng đều có. Món nhiều món lắm á, cỡ cả mà phở tàu bay rồi phở xe lửa gì có trong bự, tôi rất là bự. Cái ta mới chỉ anh ra đường Pasteur, cuối đường Pasteur vào tháng 17 đó, có chỗ đó bán cháo lòng không? Anh đi ra xong cái về hỏi ăn thấy được không? Anh nói không. Tôi thấy không có hài lòng lắm, tôi qua bên chỗ phở Pasteur phở hòa tôi ăn luôn chứ không ăn. Thì hỏi sao vậy? Tại vì tới chỗ nào bán đồ lòng cũng đều là hết lòng phục vụ quý khách, lấy đâu ra ăn được? À, đi ăn cháo lòng mà lúc chỗ nào khi là hết lòng dù quý khách là sao mà em? Như vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp ở đây là do tổng hợp aspirin nha các em, đây là do tổng hợp nha. Tổng hợp thì cái đó nó càng ít hơn nữa, chuyện này ít xảy ra. Và bên tay trái các em là overproduction và underexpression, hai trường hợp đưa đến bệnh vui. Overproduction tức là sản xuất quá mức. Sản xuất quá mức là do mình ăn uống dư thừa đó. Nói trắng ra luôn là overproduction tức là chúng ta ăn uống dư thừa. Còn underexpression là do thận nó bị suy. Thận nó bị suy. Thì hai trường hợp này thì cái bệnh nó nặng nhất. Lên bệnh vui. Bệnh vui các em thấy nè. Đầu tiên acid uric tăng, nó sẽ làm tăng các cái gốc tự do. Chúng ta ghi đây là gốc tự do. Gốc tự do này sẽ tác động lên hệ retinoxotaxin và lên bệnh lý tim mạch. Retinoxotaxin lên bệnh lý tim mạch. Cho nên là cái mà người đó đang bị bệnh gút, cho dù nồng độ acid uric mới tăng mà bệnh nhân chưa bị bệnh gút thì chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng là báo cho người bệnh biết rằng coi chừng đang bị bệnh tim mạch. Cái người bị bệnh gút là chỉ là phần nổi của tảng mạch thôi, còn phải bên chìm bên dưới là biến chứng trên tim mạch, biến chứng trên thận, biến chứng trên não, đúng không? Mà một lúc nó bùng phát một cái là không đỡ được, bởi vì tất cả các cơ quan còn lại nó sẽ bị biến chứng. Thì thầy nhắc lại, UA tức là uric acid khi nó tăng, nó sẽ làm cho tăng các cái gốc tự do. Gốc tự do này sẽ làm tăng cái hệ retinoxotaxin và đưa đến tăng các bệnh lý về tim mạch. Retinoxotaxin. Còn nói về gốc tự do, chúng ta sẽ được học trong bài khác. Buổi tới các em sẽ được học trong cái bài về chăm sóc da là về gốc tự do. Thì trong 6 bài thì thầy có dành một cái bài riêng cho về chăm sóc da. Bởi vì các em là những người trẻ thì các em phải hiểu thế nào cho nó chính xác. Thì chúng ta tránh sự lạm dụng, sự hiểu biết cho nó chính xác để mình tư vấn bản thân cho mình và gia đình, sau đó là
cho cộng đồng. Thì đây viết vắn tắt thôi, đưa đến các bệnh lý về tim mạch này, bên đây là các cái biến chứng khác mà thầy nói xong thầy lướt qua thì các thế là không cần phải để ý không á. Còn khi nào mà thầy kêu dừng lại nhấn mạnh là cái đó là tim không, còn nói lướt qua để cái làm tư liệu thì không cần chú ý nhiều ha. Cái này chú ý nè, các em thấy khi nồng độ axit uric tăng cao thì nó đến là đề kháng insulin và đái tháo đường. Tiếp tục mũi tên này là mũi tên hai chiều, tức là axit uric tăng cao sẽ làm cho tăng mỡ nội tạng, tăng khối lượng mỡ nội tạng. Chúng ta có hai cái thuật ngữ mỡ nội tạng và mỡ da. Ở đây chúng ta có là skin fat và visceral fat. Skin fat này là cái bụng hình thế, là cái lê. Còn cái visceral này là bệnh hình hình lưỡi táo. Đối với nữ giới thì người ta thấy không có quan hệ, nhưng mà nam giới nếu mà cái người nào cái bụng to đó mà hình trái lê đó, cái đó gọi là skin fat, thì nó còn ít có nguy cơ. Nhưng mà cái bụng hình trái táo đó, em cứ mở tài liệu em về cái mở cho thấy đẹp như thế, cái về là apple đó mà như là pin thì sẽ biết được là bụng trái táo hoặc trái lê. Nếu người nào bụng to mà hình trái táo tức là visceral fat, là mở nội tạng, là tìm ở những cái nguy cơ và tiến triển tim mạch. Thì đây nha, ở đây là nồng độ acid uric sẽ làm tăng mỡ nội tạng và ngược lại, mỡ nội tạng tăng sẽ làm tăng nồng độ acid uric. Hai cái game thấy một mũi tên hai chiều là có qua và có lại. Chúng ta tiếp tục tới một cái thứ ba. Cái thứ ba là huyết áp. Nồng độ axit uric cao sẽ đưa đến tăng huyết áp, và huyết áp cao sẽ tăng nồng độ axit khi mà các em thấy mũi tên hai chiều. Và cái thứ tư là các bệnh lý về thận. Tất cả các trường hợp này đưa đến làm tăng nguy cơ tim mạch, và nguy cơ tim mạch sẽ quay ngược lại làm tăng nồng độ axit uric. Các em thấy không ạ? Là nó có mối quan hệ như vậy. Và trong tất cả mối quan hệ đó, chúng ta đúc kết qua bốn chữ. À, người ta gọi đó là hội chứng X, là có bốn chữ. Đây nha, chúng ta có bốn chữ. Hội chứng chuyển hóa, ta có mang tên là hội chứng chuyển hóa là metabolism syndrome, và đó là hội chứng X. X là có bốn góc, đây là chữ X, người ta gọi là hội chứng X. Hội chứng X thì thứ nhất là mồ hôi, thứ hai là lipid máu, thứ ba là đường huyết, và thứ tư là huyết áp. Như vậy thì khi mà cái người nào bị dính tới hội chứng X là chúng ta thấy một gói. Cho nên các em về các em xem lại người lớn tuổi đó, bác sĩ cho uống metformin, glimepiride là đái tháo đường đó, simvastatin là mỡ máu, rồi cho uống thêm amlodipine, vâng vâng. Thế nào? Đây là vòng bụng, đây là lipid huyết, rối loạn lipid huyết, đây là đái tháo đường, đây là huyết áp. Cái này người ta gọi là hội chứng chuyển hóa, hay còn có một tên gọi khác là hội chứng X, gồm có vòng bụng, rồi lipid máu, rồi đường huyết và huyết áp. Cho nên các em thấy là cái mối quan hệ này nó có rất là hỗ tương lẫn nhau. Và nói về vòng bụng đó, thì ngạn ngữ Nga có nói khi mà cái sợi thắt lưng, cái vòng thắt lưng càng dài thì vòng đời càng ngắn. Chứ người ta không nói là cái người nào bụng bự thì dễ chết, ai nói vậy có không? Người ta nói một cách thật dụ là vòng thắt lưng càng dài, hỏi cái bụng lớn với vòng thắt lưng nó dài được chứ. Vòng thắt lưng càng dài thì vòng đời càng giảm, là do cái vòng bụng này. Thật ra
cái vòng thắt lưng đó không mấy chết người, nhưng mà vòng thắt lưng đó là tiềm ẩn những cái bệnh lý bên dưới. Và khi cái vòng bụng này nó tăng lên thì ba cái bệnh lý khác sẽ đi kèm, người ta gọi là hội chứng chuyển hóa, hiểu kiểu không? Chứ không phải cái vòng bụng đó mà người ta chết đâu, chính cái vòng bụng tăng lên là cho thấy rằng đang những cái bệnh lý khác đang tiềm ẩn. Ở đây cho thấy cái mối quan hệ giữa nồng độ axit uric và huyết áp. Trục quanh là nồng độ axit uric trong máu, trục tung là huyết áp. Trục quanh là nồng độ axit uric. Như vậy nếu mà mình đo cái nồng độ axit uric trong máu mà 5 là đẹp nhất rồi, 5 là quá chuẩn. Bắt buộc phải là 5 chứ không thể dưới được nữa. Mỗi ngày mình ăn thức ăn không có chất đạm sạch, rồi mỗi ngày trong cơ thể mình tế bào nó chết đi rồi phải thải ra, cho nên khoảng 5-6 là đúng rồi, nhưng mà trên 6 là có vấn đề. Bắt đầu càng tăng lên thì bắt đầu là xuất hiện cái huyết áp tăng lên rồi. Bây giờ biến chứng cho em thấy nè, biến chứng thì chúng ta xem đây có ba cái mức nồng độ axit uric bình thường là 5-6 và 7-8 và trên 8.5. Chỉ cần trên 8.5 thôi, các em về các em thỉnh thoảng các em lấy cái hồ sơ trong nhà có người lớn tuổi thấy 8.5 là rất thường, người lớn tuổi cứ cỡ đó. Tại vì sao? Tại vì thận suy, lớn tuổi thì thận suy cho nên acid uric nó sẽ tăng cao. Mà người ta cứ nói có sao đâu, 8.5 mà tôi cả năm nay đâu có bị gút đâu, nhưng mà không bị gút nhưng bệnh khác rồi. Bệnh khác cái gì các em chứng minh nè? Nếu nồng độ axit uric máu tăng cao, cái màu tím này nè các em, màu tím này là trên 8.5mg thì đã bị nguy cơ tim mạch là 297%, nguy cơ đột quỵ 233%, nguy cơ bệnh về gan 358%, và nguy cơ thận 852%. Các em hiểu này không ạ? Hiểu rằng khi mà nồng độ acid uric chỉ cần chạm đến mức 8.5, nhưng mà một số người hết sức chủ quan nói rằng là tôi mấy năm nay 9mg mà có gì đâu. Không phải chuyện đó nha, không phải chuyện là bị bệnh gút không nha. Bệnh gút đó là nó tiềm ẩn những cái bệnh lý. Đùng một cái là đang ngồi một cái dây dài chuẩn bị dự đám cưới của đứa cháu cố, cháu nội gục xuống, đứt mạch máu não. Không rõ nguyên nhân, đâu phải không rõ nguyên nhân, là đã cảnh báo trước rồi, nếu mà acid uric máu tăng cao thì nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra. Rồi. Cách chúng ta điều trị theo ACR, tức là theo Hội Phẫu thuật Hoa Kỳ, theo HOLA là theo châu Âu, thì chúng ta dùng colchicine ngay từ đầu, tấn công với liều 1.2mg, tấn công. Tại sao phải tấn công? Bởi vì chúng ta phải ngăn chặn ngay tức khắc, không cho bạch cầu nó huy động tới. Khi mà cái khớp đó nó bị viêm thì bạch cầu sẽ tới. Nhưng bạch cầu đi tới sai. Lẽ ra nếu mà một cái vi sinh vật, một cái con vi khuẩn, một con vi nấm thì bạch cầu tới là hoàn toàn đúng. Đằng này đi là tinh thể acid uric, bạch cầu tới không làm được gì hết, nhưng mà nó gây ra phản viêm làm cho người đau đớn. Cho nên muốn tránh đau đớn gây ra do bệnh gút thì chúng ta phải ngăn không cho bạch cầu tới. Đó là vai trò của colchicine nha. Và nếu muốn như vậy đó thì colchicine phải dùng sớm, trong vòng 12-24 giờ trên bài tay này. Nếu ta dùng trễ thì sao? Nếu dùng trễ thì coi như bạch cầu tới hết rồi còn nói gì nữa, đó là nếu chúng ta dùng colchicine trễ thì cái thuốc không nên đầy quả nhiều lắm. Bạch cầu tới đau rồi làm sao mà cái colchicine được nữa. Colchicine nó không phải là thuốc kháng viêm, nó chỉ ngăn bạch cầu, mà bạch cầu đã đến rồi thì bệnh nhân bị đau chứ không có hiệu quả, là không còn nữa. Cho nên phải dùng colchicine sớm. Rồi các em nói như vậy là có trường hợp nào dùng headset không? Cái ngưỡng đau của mỗi người khác nhau, cho nên nếu chúng ta dùng headset mà được thì chúng ta dùng headset thôi. Vì sao vậy?
Vì sau khi xảy ra cơn gút rồi đó, thì acid uric đã được huy động toàn bộ, cho nên trong máu của bệnh nhân lúc bây giờ acid uric sẽ giảm, thành ra mình không có gì phải can thiệp nữa và bệnh nó tự lui. Cho nên mình sẽ dùng cái colchicine để chặn đứng sự di chuyển của bạch cầu càng sớm càng tốt. Sau đó, sau 12 tiếng đồng hồ thì bắt đầu chúng ta dùng điều này và đến khi hết triệu chứng thì chúng ta ngưng. Các em nhớ cho thầy là colchicine là vai trò của nó là như vậy. Thầy nói lại nha. Khi nồng độ acid uric trong máu tăng cao đến mức bão hòa, các em cứ lấy muối, các em cho vô, các em quấy nó tan, cho đi quấy tan, thế cho vào nó tan nó làm vừa bão hòa. Bởi thầy cho tụi em nghĩ ra nào đi chưa, là bão hòa không được. Chứ bão hòa là không còn thể dung nạp được nữa. Và nó bắt đầu xuất hiện tinh thể. Và tinh thể này sẽ lôi kéo bạch cầu tới để tấn công tinh thể. Bạch cầu không thể nào tấn công được tinh thể bởi vì đây là một cái chất vô cơ, chứ không phải là một cái con sinh vi sinh vật. Và nó đến chỉ gây đau đến người bệnh chứ không giải quyết được gì hết. Cho nên chúng ta sử dụng colchicine để ngăn sự huy động của bạch cầu. Một điểm nữa cần lưu ý là đường fructo. Đường fructo, cái phi đường fructo đưa đến tăng cái nồng độ acid uric. Đây là một trong những lời cảnh báo. Hầu hết trong các thực phẩm đóng hộp đều có đường fructo. Vì sao? Vì nhiều lý do. Thứ nhất là người ta sản xuất ra từ bắp, người ta thủy phân ra đường fructo, cho nên giá thành nó rẻ hơn rất nhiều so với chúng ta sử dụng đường huyết. Giá thành đẹp. Thứ hai là cái vị ngọt nó thanh, mà cái người tiêu dùng người ta cảm thấy yên tâm, tại vì người ta ăn đường người ta sợ bị đái tháo đường, cho nên ăn thấy không ngọt là thích. Đúng không? Em ăn thấy không ngọt không? Nhưng mà đó là đường fructo. Mà nếu là đường fructo thì hội chứng chuyển hóa sẽ đến đằng sau lưng. Đường fructo sẽ dẫn đến hội chứng chuyển hóa, trong đó có bệnh gút. Nhớ đường fructo ha. Thành ra nếu ai mà thỉnh thoảng ăn uống coca này nọ thì được hơn mà. Còn ăn nhiều là thêm. Cho nên nếu mình ghét người nào mình mời tới nhà cho nó ăn thịt, cho nó uống coca, mình hút một là đang bị đường gút, hai là bị rồi chuyển hóa. Còn nếu nói ai thối thì đừng nói thầy xuống nha. Rồi. Các biết là một cuộc cách mạng tại Mỹ vào thập niên 70 tại Mỹ, người ta phát minh ra cách sản xuất ra đường fructo, và cách đó người ta gọi là HFCR. HFCR là high fructose syrup, corn syrup. HFCR là nó có cái nồng độ fructo cao, lúc đó bắt đầu xảy ra hội chứng rồi đó. Các em thấy nè, khi mà cái lượng đường fructo sử dụng tăng lên thì béo phì tăng lên, bệnh gút tăng lên liền, màu đỏ này, thảm họa này. Năm 1970 thì bắt đầu phát minh ra cái này thì người Mỹ không dùng đường mía nữa, quá rẻ. Người ta lấy một bắp, người ta thủy phân bằng phương pháp nào đó tạo đường fructo. Đường fructo rẻ hơn rất nhiều lần so với đường mía, vị ngọt thanh, hấp dẫn, đúng không ạ? Nhưng đường fructo này sẽ tiềm ẩn nguy cơ trên tim mạch và bệnh gút. Và các em thấy đây nha, đường đó là HFCR. Đầu tiên nó nói đường fructo có liên quan đến acid uric. Tiếp tục chúng ta nói về thức uống có cồn. Như vậy thì những người bị bệnh gút cần phải tránh cái thức ăn này, thức uống này. Đầu tiên khi mà uống ethanol vô chuyển thành acetic và thành acid acetic thì nó ảnh hưởng đến việc chuyển ATP thành ATP và cuối cùng làm sản sinh ra acid uric. Như vậy là các em sẽ theo dõi này cho kỹ nhé. Từ cái việc mà uống rượu vô thì nó đi con đường thứ nhất là nó sản sinh ra acid uric. Con đường tiếp theo là nó làm giảm đào thải acid uric bằng cách là sản sinh acid uric. Như vậy là cái người uống rượu đó có hai cái sai. Cái thứ nhất là nó làm sản sinh ra nhiều acid uric. Cái thứ hai là nó ngăn không cho đào thải.
sản sinh ra nhiều mà không cho đầu thai, bởi vì nó sẽ chuyển một số chất thành axit lactic mà trong môi trường axit thì sẽ không cho phép. Axit uric này chỉ đào thải trong môi trường kiềm, nó nhớ ăn rau ăn thịt thì nó kẹp với răng. Hai lý do nha. Mà muốn trong đề thi thì sẽ có câu hỏi đó. Đầu tiên là những người uống rượu có thể cứ lên bệnh thuốc vì A là nó làm tăng sản xuất axit uric, B là nó làm giảm đào thải axit uric, C thì nhớ là câu nào đúng ta lấy, câu nào thì sai ta bỏ. Nếu trong đó hỏi rằng là ngoại trừ thì các em phải bỏ câu ngoại trừ, nhưng mà câu nào thấy là đúng thì chọn câu đúng. Và khi làm đề thi trắc nghiệm là các em thường có thói quen xuống dưới đọc câu trả lời bị dính bậy liền. Tiêu chuẩn hiểu của bạn là gì? A đẹp trai, xuống dưới coi trước thấy đẹp trai rất có điểm, bắt đầu ngồi lát cái cô B, cô nhà giàu, bắt đầu mới suy nghĩ cái đẹp không phải trên đôi mắt một người thương lượng, mà cái đẹp là trên đôi mắt của kẻ si tình. Như vậy đẹp là mình thấy người khác đưa chắc cái đẹp, mà cái đẹp nó có trường tồn không? Có thể nào nhiều nhau đi dưới bóng nợ nào nữa, bắt đầu đổi ý liền, chọn cô B. À, chọn cái ví dụ cho các em thấy này nhé. A đẹp trai, đánh vào đây, lát bắt đầu suy nghĩ. B cô nhà giàu, bỏ đèn lại đánh cho mới. C cái cứ chạy xuống dưới, càng xuống dưới chúng ta càng bị xa lầy vô. C sinh viên đại học làm không? Đánh vào đây, bởi vì cái cần câu nó quan trọng hơn là cần cá. Tiền bằng núi rồi cũng hết. Ngày xưa có túp liều tranh, người ta nói một túp liều tranh hai quả tiên vàng, thì nó có liều tranh đâu. Người ta khó mà kiếm được quả tiên vàng, phải không? Nhà tô của mình nên quyết định là học giỏi mới là điều quan trọng. Tiền bằng núi rồi cũng hết, mà tiền đó là ba má mà chứ không phải quả. D cả ba con đứa luôn. Rồi khi đánh vào đây cả ba con đứa luôn, còn ghi thêm câu rồi. Đây là câu trả lời cuối cùng của em. Nhưng mà trên nguyên tắc là trắc nghiệm không được ghi gì trong cái tờ giấy thi. Cái bản trả lời là không được ghi. Mà dám can đảm ghi là đây là câu trả lời cuối cùng của em, tại vì em tức quá cái trò quay luôn. Rồi là cô em. Cả ba đều luôn. Còn cái kiểu thấy chưa? Rồi thầy muốn nói với em, muốn nhắc nhủ là cái gì? Là nếu mà chúng ta xuống chúng ta rà dưới là chúng ta bị dính bậy lên. Nói ví dụ này nha, vitamin nào tan trong dầu thì trong đầu gọi là ADN. Rồi xuống dưới người ta nói gì nghe ta đó mà. Còn nếu người ta đề, nếu các em xuống dưới các em coi là các em bị dính lên chắc chắn luôn, ta đề là vitamin tan trong dầu, vitamin B1, B9, vitamin C, D, một câu trả lời khác. Bắt đầu rồi, lúc đầu còn nhớ rồi, tá hỏa lên liền. Còn nếu trên tờ giấy giáp ghi là A, D, E, K thì bắt đầu ra xuống nào có, lấy nào có thôi. Còn mình xuống lặng mập dưới mình bị lôi cuốn đó rồi. A, vitamin B1, B, vitamin B12, C là vitamin C, D là một câu trả lời khác là nhất liền. Bắt đầu rối là thành ra các em phải đổi lại cái cách. À, rồi cách thì chúng ta hy vọng rằng nó không có bị mắc lầy trong cái đề thi. Như vậy thì ethanol sẽ đi qua đường rồi đây nè. Khi mà nó chuyển thành acetylcholine thì nó đổi cái ATP thành AMP1. AMP1 này sẽ chuyển thành cuối cùng đi một vòng ra thành acid uric. Chúng ta không cần nhớ cái lộ trình của nó đi, mà nhớ cái điểm đó là acid uric. Như vậy một cái con đường từ cái rượu sẽ đi đến acid uric. Con đường thứ hai là acid lactic. Acid lactic này sẽ làm cản trở sự đào thải của acid uric, là hai cái cơ chế. Bây giờ tới cơ chế của bia. Như vậy tại sao giữa bia và rượu thì K
cái người nào uống bia thì nguy cơ mình hút lớn hơn. Vì sao? Vì cả hai đều chứa cồn, rượu và bia đều có chứa cồn. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong bia nó còn có cái barcinolin. Lấy đầu ra vậy thì các em biết thế này, lấy đầu ra cái barcinolin trong cái bia thì người ta dùng cái húp lồng này. Đây là một cái cây, cái bông màu vàng giống như là cái bông chuông vậy đó, bông màu vàng đó. Rồi người ta mới cho nó một bia để lên men. Và hay cái đầu tiên đó, hay cái là đầu tiên là cái màu vàng của bia là do húp lồng màu vàng. Thứ hai cái mùi đó là mùi bia là mùi của húp lồng. Và thứ ba nó tạo bọt và bọt để bên, cho nên là cho húp lồng vào là chúng ta có đủ thứ. Tuy nhiên trong húp lồng thì nó giàu cái barcinolin, cho nên mình nói uống bia thấy nó bổ hơn thì cũng đúng, không gì sai, tại vì nó có barcinolin. Nhưng mà nếu lố một cái là bên cạnh cái rượu, cái cồn mà có chứa trong bia cộng với cái húp lồng này là hai cái. Như vậy trả lời câu trả lời đang, nếu mà gây ra mình hút thì cái bia nó tăng gấp đôi so với lại rượu. Bởi vì hai cái đều có cùng cơ chế là có sự có mặt của cồn. Cồn thì làm tăng sản xuất acetic và làm ngăn đào thải chất này. Còn bia thì nó có thêm một cái barcinolin, cái nguồn đó từ quá trình lên men và nó tạo ra barcinolin. Đúng không? Như vậy thì nó sản xuất ra trực tiếp ra acetic. Cho nên các em thấy con đường này đi qua này. Từ cái barcinolin này là từ cái bia này nè ha. Cái purine ở trong bia thì nó sẽ đi xuống tiếp, trực tiếp tạo thành acetic. Rồi, cách ta điều trị thì một giải pháp gọi là cái thuốc đặc trị, đó là colchicine. Đặc trị là colchicine. Còn thuốc khác là để giảm đau thì còn Equid và NSAID cũng được. Trong lúc điều trị đó thì phải nghỉ ngơi, thuốc giảm đau. Cái này em nghe cái chỗ mà còn Equid và NSAID, cái ngưỡng đau của mỗi người nó khác nhau. Có người chỉ cần uống NSAID xong là không cần uống thuốc gì hết, nhưng mà có người đau đến mức chịu không nổi, gọi là ngưỡng đau của người khác. Các em thấy cái đứa nhỏ rất rõ, tới chích ngừa cái đứa vừa chích cái nó khé lại cái rồi nó cười hề hề, còn cái đứa chưa kịp chích lại khóc rồi. Nó mà nó sợ đến mức vậy mà chích vô nó khóc, mà đâu có đau tới mức vậy nhưng mà nó khóc. Như vậy mỗi người khi mà bị cái tinh thể acetic nó đồng lại nó tốt, có người đau quằn quại lên bờ xuống ruộng với người đau thì nhẹ nhàng. Ở đây các bạn biết là nó đau đến mức không có thứ gì có thể tả được. Cho nên người ta gọi cái bệnh gút là King of Disease, MDC of King. King of Disease tức là DC of King, tức là bệnh của nhà giàu. DC of King là của vua chúa. Còn King of Disease tức là đau nhất, đau hết lớn nhất trong mọi cái loại đau mà người ta có thể trải nghiệm. À, đó là như vậy. Một số người còn gọi bệnh gút đó là quả đắng của sự xa rỉ. Quả đắng của sự xa rỉ. Thật ra nói gì cũng quan lắm. Nếu mà cho dù là nhà giàu mà ăn uống một cách cân đối không có bệnh. Cân đối không có bệnh. Còn nếu ăn mà bất cân đối thì nó sẽ có vấn đề. Rồi, bên tay phải thì chúng ta dùng cái thuốc Andoporinol. Robinson không lẽ cái để cái nói hoài để cái này không rồi mà. Ok. Đứng lên.
hôm bữa bài này thi rồi nhé. Vô lớp trẻ lớp cao thi chưa? Học rồi chưa? Biết không? Không nhớ. Hả? Của bạn khác. Vậy bên kia. Vậy bên đây. Trong số bút này em biết được cái nào? Em nói được không? Vậy là tiếng rồi. Cái em học sao mà ít nhất là trong cái buổi học chúng ta không làm chưa được ít gì ha. Chứ mà cái em khoáng hết luôn mà cái để cái buổi học nó trôi hết, khó nhớ. Rồi, đầu tiên là allopurinol và pebuzosan là cái thuốc ức chế xanthin oxidase. Cái nhóm mà chúng ta thuốc ta đang dùng á, đây nè, cái nhóm này là nhóm xanthin. Xanthin là chúng ta có gì? Có theophyllin, theobromin, chúng ta có acid uric, có hypoxanthin. Tất cả cái đó gọi là nhóm xanthin. Biết cái xanthin không? Ở đây chúng ta có là cái ba spirin đó thành hypoxanthin đó, thành xanthin đó, và sau đó thành acid uric. Như vậy thì muốn chuyển cái này qua cái này này thì nó phải nhờ một cái enzyme là SO là xanthin oxidase. Nhưng mà SO này là rủi SO đây nha. Nó ủa sao mà uống rủi SO thì bị quất mà không uống thì không sao mà. Santemsida sẽ ngăn quá trình chuyển các cái chất từ cái ba spirin không có chuyển thành xanthin và sau thành acetic. Như vậy thì allopurinol nãy mà em học đó, allopurinol đó là cái chất mà nó ngăn cản, là ức chế xanthin oxidase, có nghĩa là nó ngăn không cho purin chuyển thành hypoxanthin, thành xanthin và thành acetic. Thì trước cái xanthin là hypoxanthin, xanthin và acetic. Như vậy thì allopurinol và pebuzosan là thuốc ức chế xanthin oxidase. Và ức chế enzyme này thì nó không cho chuyển thành acetic. Còn một chất là probenecid là cái chất này nó làm thúc đẩy quá trình đào thải acetic. Như vậy trong một số trường hợp thì người ta có hợp cả hai, không cho nó chuyển thành acetic mà có chuyển qua như ta đẩy ra ngoài luôn, thì cái chất đẩy ra ngoài đó là probenecid. Làm tăng quá trình đào thải ra ngoài. Probenecid là đẩy nó ra khỏi thận, đi ra ngoài ống tiểu. Đó là probenecid. Trong cơn gút cấp thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Các em học rồi cho nên này chỉ vắn tắt thôi. Bây giờ nếu mà bệnh nhân mà không có nặng á, thì chúng ta dùng đơn trị như nãy đó.
bên tay trái nếu mà bệnh nhân là nhẹ đó, hoặc là chúng ta dùng NSAID, hoặc là chúng ta dùng cồn thiên huyết, hoặc chúng ta dùng Coenzyme. Còn nếu bên tay phải này chúng ta kết hợp là kết hợp hai hoặc là kết hợp ba thứ, hiểu ha? Sẽ không đi xa hơn nữa bởi vì biết chuyện đó là em được học trong cái bài mà nâng cao rồi. Thì thầy chỉ nói một cách vắn tắt để chúng ta khi mà chạm tới các cái tình huống em sẽ trả lời được ha. Tiếp tục nè. Còn đây là trong mặt chúng ta giữ cho đồng hồ acyclic không tăng lên, ổn định cái đồng hồ acyclic. Hồi nãy nghĩa là chúng ta điều trị cấp, bây giờ chúng ta điều trị duy trì để giữ cho cái mức đồng hồ acyclic trong máu, đồng hồ acid uric trong máu ổn định. Thì chúng ta dùng, bây giờ thì chúng ta sử dụng là allopurinol hay là febuxostat. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ chúng ta phải nhớ điều này. Điểm thứ nhất là với allopurinol liều khởi đầu là 100 và chúng ta tăng liều đến tối đa là 800, và nhớ rằng liều khởi đầu là 100, liều tối đa là 800. Và tại sao chúng ta do điều, bởi vì nếu chúng ta tăng liều lên thì coi chừng nó có nguy cơ. Trong trường hợp bệnh nhân bị sốc phản vệ, bị nhiễm với lại allopurinol thì chúng ta sẽ giải mẫn cảm. Em đã từng nghe nói giải mẫn cảm chưa? Giải mẫn cảm tức là chúng ta hạ xuống liều cực thấp nữa. Chúng ta sẽ làm thử chỗ này nha. Ví dụ đó, chúng ta thấy ví dụ như là allopurinol liều thấp nhất là 100 mg, và chúng ta nâng liều lên tới 800 mg là maximum. Nếu trường hợp trong quá trình chúng ta điều trị mà bệnh nhân bị sốc phản vệ, bệnh nhân bị dị ứng, thì chúng ta sẽ pha loãng này ra 50 microgram MCG, tức là microgram, và chúng ta nâng dần tới 100 mg trong vòng khoảng 1 tháng. Cứ mỗi ngày chúng ta tăng lên, mỗi ngày tăng lên tới chạm tới đây là coi như chúng ta giải mẫn cảm thành công. Quá trình này gọi là giải mẫn cảm. Giải mẫn cảm. Đề sang si. Sang si bi li. Đề sang si bi li. Khử cái sự sang xếp là nhạy cảm. Đề sang xếp là chúng ta khử đề sang sensibilization. Đề sang sensibilization tức là chúng ta giải mẫn cảm. Bây giờ thầy sẽ nói một nguyên tắc cho thầy hiểu này. Nguyên tắc, thí dụ bây giờ là cái người đó là người bà con tới giúp việc trong gia đình, chúng ta lúc đầu thận trọng, con nhớ là đồng tuổi đang được chuyển nhân, tại có người lạ, có người lạ. Sau đó thấy gì trên, bắt đầu đưa chìa khóa cho nó cầm để nó đi chợ đi mua, đưa chìa khóa với phòng cách và đến một ngày đó thì nó biến mất tiêu luôn, tức là mất cái sự cảnh giác của cơ thể của cái gia đình. Cho vay cũng vậy, người nhà người khác mượn tiền, người nhà mượn tiền cái tình không cho mượn. Nhưng mà người dân mượn là cho mượn liền, tại vì mỗi tháng đưa 10%, cứ mỗi tháng mượn 100.000, mỗi tháng đưa 10.000, đúng ngày đúng giờ nâng lên 1 triệu, vậy đúng ngày đúng giờ đưa 100 triệu, 1 tỷ cũng là qua đến tới 2-3 tỷ là không thấy mặt. Cho nên cái giải mẫn cảm là chúng ta đánh lừa cơ thể mình, cho thấy rằng sự hiện diện của allopurinol này không có nghĩa lý gì nữa, và lúc đó là chúng ta đã thành công. Nhớ chưa? Nhưng mà chúng ta bắt đầu bằng 50 microgram MCG, microgram, và ta nâng dần trong 1 tháng lên tới quốc tế. Có nhiều em nhầm lẫn, tưởng đâu là thấp nhất là 100 là cao nhất là 800, không phải. 100 và 800 đó là liều điều trị. Còn 50 microgram lên tới 100 mg đó là liều giải mẫn cảm. Khác nhau hoàn toàn nhé.